Chiều ngày 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố. Đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong những năm qua, công tác quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố Uông Bí được thực hiện có hiệu quả, đã huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách và hoàn thành dự toán được giao. Nguồn thu từ các loại thuế đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều chủ phương tiện vận tải ô tô các loại có hoạt động kinh doanh vận tải chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về nộp thuế trong lĩnh vực vận tải như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến tình trạng thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải. Theo thống kê, hiện nay toàn thành phố có 34 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải là ngành nghề chính, trong đó có 6 doanh nghiệp vận tải khách và 28 doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Tổng số đầu phương tiện vận tải của các doanh nghiệp là 500 phương tiện, bao gồm xe khách, xe buýt, xe taxi, xe tải, xe điện và máy xúc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, tiếp tục mở rộng và bổ sung thêm đối tượng cần thu thuế, bao gồm lĩnh vực kinh doanh đường thủy và phương tiện xe gạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố về các nội dung trên đến các xã phường, đề nghị các xã phường tổ chức thành lập ban chỉ đạo triển khai rà soát trên địa bàn trước ngày 15 tháng 7 năm 2016.